Chào các em. Các em đang xem chương trình ôn tập trên truyền hình môn toán lớp 9 do Sở Giáo dục và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sóc Trăng phối hợp thực hiện. Cô tên Trương Bích Ngọc, giáo viên trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp, thành phố Sóc Trăng. Hôm nay, cô rất vui khi được cùng các em ôn tập kiến thức hình học chính. Nội dung hôm nay gồm 2 phần. Thứ nhất là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Phần thứ hai là đường tròn và một số kiến thức có liên quan. Sau đây, cô mời các em đi vào phần nội dung thứ nhất. Trong phần nội dung này, chúng ta được ôn tập 2 chủ đề. Một là hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Hai là về tỷ số lượng giác của góc nhọn. Ở chủ đề 1 này, chúng ta xét tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Ta có hệ thức thứ nhất là bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. Với cạnh góc vuông AB, ta có hệ thức AB bình bằng BC nhân BH. Với cạnh góc vuông AC, ta có AC bình bằng BC nhân CH. Hệ thức thứ hai, bình phương đường cao bằng tích hai hình chiếu. Hệ thức thứ ba, tích của hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng. Hệ thức thứ tư, nghịch đảo của bình phương đường cao bằng tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông. Đồng thời, cô cũng ôn tập cho các em về định lý Pythagore. Trong tam giác vuông, thì bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông. Cụ thể, với tam giác ABC vuông tại A, thì ta có BC bình bằng AB bình cộng AC bình. Ngược lại, tức là định lý Pythagore đảo, nếu một tam giác có bình phương một cạnh bằng tổng bình phương của hai cạnh kia, thì tam giác đó là tam giác vuông. Tức là nếu ta có hệ thức BC bình bằng AB bình cộng AC bình, thì ta khẳng định được tam giác ABC vuông tại A. Sau đây thì các em sẽ vận dụng kiến thức này để các em giải những bài tập sau. Bài tập như sau. Cho tam giác ABC có AB bằng 6cm, BC bằng 10cm, AC bằng 8cm. A. Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông. B. Vẽ đường cao AH, tính AH, CH. C. Vẽ đường trung tuyến AM, tính diện tích tam giác AMC. Các em thực hiện vẽ hình theo yêu cầu của đề bài cho. Thì các em vẽ đúng độ dài ba cạnh của đề bài cho. Cô gợi ý các em để chứng minh một tam giác là tam giác vuông, khi biết trước độ dài của ba cạnh thì chúng ta áp dụng định lý Pythagore đảo. Khi áp dụng định lý này, các em đặc biệt lưu ý một điều là chúng ta phải xét bình phương cạnh có độ dài lớn nhất, rồi chúng ta so sánh với tổng bình phương độ dài hai cạnh còn lại. Ở đây, BC là cạnh có độ dài lớn nhất, nên cô xét BC bình bằng 10 bình bằng 100. Tổng bình phương của hai cạnh còn lại, đó là AB bình cộng AC bình. Thay số vào, ta được 6 bình cộng 8 bình bằng 100. Căn cứ vào kết quả tính toán, ta so sánh được BC bình bằng AB bình cộng AC bình. Từ hệ thức này, ta khẳng định được tam giác này là tam giác vuông. Lưu ý thêm một điều nữa là ở đây BC đó các em là cạnh lớn nhất, nên BC là cạnh huyền. Vậy tam giác này là tam giác vuông tại A. Ở câu B, để tính được độ dài đường cao AH, theo những dữ kiện của đề bài cho, thì các em có hai phương án lựa chọn. Thứ nhất là các em sử dụng hệ thức lượng thứ ba. Thứ hai là các em sử dụng hệ thức thứ tư. Tuy nhiên, ở việc sử dụng hệ thức này thì cái việc tính toán sẽ gặp khó hơn, nên cô sẽ hướng dẫn các em sử dụng hệ thức thứ ba. Tức là tích của hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng. Cụ thể là AB nhân AC bằng BC nhân AH. Thay số vào ta được 6 nhân 8 bằng 10 nhân AH. 6 nhân 8 bằng 48, chia 10 bằng 4,8, tức là AH bằng 4,8. Lúc này có AH, để tính được độ dài CH thì chúng ta có thể áp dụng định lý Pythagore trong tam giác AHC vuông tại H. Hoặc là các em có thể sử dụng hệ thức là AC bình bằng BC nhân CH. Ở đây cô sẽ sử dụng hệ thức AC bình bằng BC nhân CH. Thay số vào ta được 8 bình bằng 10 nhân CH. 8 bình phương bằng 64, chia 10 bằng 6,4, ta được CH bằng 6,4. Ở câu C, để vẽ được cái đường trung tuyến AM thì trước tiên là chúng ta phải xác định là M là trung điểm của BC. Sau đó chúng ta sẽ nối AM lại, ta được đường trung tuyến AM. Tính diện tích của tam giác AMC. Thì cô cũng nhắc lại các em là cái công thức tính diện tích tam giác đó là chính là bằng nửa tích của đường cao và cạnh tương ứng. Ở đây, tam giác AMC là tam giác tù, nên đường cao AH của tam giác nằm ngoài tam giác.
cạnh tương ứng với nó là cạnh MC. À, hiện giờ thì AH chúng ta đã biết độ dài rồi. Thì vấn đề còn lại là các em chỉ cần tính được độ dài của MC. Mà độ dài MC thì quá dễ không các em? À, lúc này độ dài MC chính là bằng MB và bằng phân nửa BC, bằng 5cm. Tiếp theo các em chỉ cần thay số vào công thức tính diện tích thì ta được diện tích của tam giác AMC, ta được là 12cm vuông. Các em lưu ý ở đơn vị của bài này là cm vuông. Thì ngoài cách tính này ra thì chúng ta còn một cách tính khác nữa. Cô sẽ hướng dẫn các em nha. Thì các em có nhận xét gì về cái diện tích của hai tam giác AMB và AMC? À, do hai tam giác này có cùng đường cao AH và lại có độ dài là MB bằng MC bằng nhau, nên lúc này là diện tích của hai tam giác này bằng nhau. Và hơn thế nữa thì ta có là tổng diện tích của hai tam giác này chính là bằng diện tích của tam giác ABC. Từ đó ta khẳng định được diện tích của hai tam giác này bằng nhau và bằng phân nửa diện tích của tam giác ABC. Vậy thì cái vấn đề còn lại là các em chỉ cần tính được diện tích của tam giác ABC. Mà tam giác ABC là tam giác vuông, nên các em có thể tính theo hai cách. Thứ nhất là các em có thể là bằng nửa tích của hai cạnh góc vuông. Thứ hai là bằng nửa tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng. Vấn đề còn lại là các em tự thực hiện nha. Thì cô cũng vừa hệ thống cho các em các kiến thức về hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Cô mời các em sang chủ đề 2, tỷ số lượng giác của góc nhọn. Trong chủ đề này, chúng ta cũng xét tam giác ABC vuông tại A, thì khi đó cạnh huyền là cạnh BC. Chúng ta có hai góc nhọn là góc B và góc C. Bây giờ xét góc nhọn B, ta có AC là cạnh đối, còn AB là cạnh kề. Khi đó, để viết được các tỷ số lượng giác của góc nhọn B, thì các em có thể sử dụng định nghĩa. Thứ nhất là sin B là tỷ số giữa cạnh đối và cạnh huyền. Cạnh đối là AC, cạnh huyền là BC. Tương tự, cosin B là tỷ số giữa cạnh kề và cạnh huyền. Tan B là tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề. Cotan B là tỷ số giữa cạnh kề và cạnh đối. Ngoài ra thì các em có thể sưu tầm thêm những cái bài thơ về tỷ số lượng giác của góc nhọn để dễ thuộc cái phần định nghĩa này hơn. Chẳng hạn như cô có bài thơ sau: tìm sin lấy đối chia huyền, cosin ta lấy kề huyền chia nhau, tìm tan ta tính như sau, đối trên kề dưới chia nhau ra liền, cotan có khó đâu tìm, kề trên đối dưới có liền cô tan. Hay có thể nó ngắn gọn hơn, đó chính là cô tan là nghịch đảo của tan. Lúc này, để viết được các tỷ số lượng giác của góc nhọn C, thì ta hoàn toàn có thể sử dụng phần định nghĩa. Tuy nhiên, ở đây các em có thể sử dụng định lý về hai góc nhọn phụ nhau. Bởi vì góc B và góc C là hai góc phụ nhau, nên định lý như sau là sin góc này bằng cosin góc kia, tan góc này bằng cotan góc kia. Vậy, thì từ việc có sin B, ta suy luận được là cosin C, cũng là bằng AC trên BC. Có cosin B, ta suy luận được sin C. Có tan B, ta suy luận được cotan C. Có cotan B, ta suy luận được tan C. Và hơn thế nữa thì từ những cái tỷ số lượng giác của hai góc nhọn B và C, thì các em dễ dàng suy ra được cái hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Thì cô cũng nhắc lại các em định lý này luôn nha, là trong một tam giác vuông thì mỗi cạnh góc vuông sẽ là bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề, hoặc là bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cotan góc kề. Và sau đây thì các em hãy vận dụng những kiến thức này để các em giải những bài tập sau nha. Ở bài tập 1, các em hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau. Câu 1, cho hình vẽ sin alpha bằng đáp án A 5/3, đáp án B 5/4, đáp án C 3/5, đáp án D 3/4. Các em hãy suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng cho mình nha. Thì cô nghĩ là các em đã có đáp án đúng rồi ha. Thì ở đây chúng ta sẽ quan sát được đây là tam giác vuông, vị trí đặt góc nhọn alpha. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái định nghĩa sin alpha là bằng tỷ số giữa cạnh đối và cạnh huyền. Cạnh đối có độ dài là 3, cạnh huyền có độ dài là 5. Đáp án đúng là 3/5. C. Đáp án đúng. Tiếp theo cô mời các em sang câu thứ hai. Cho hình vẽ cosin quy bằng đáp án A PR trên RS. Đáp án B PR trên QR. Đáp án C PS trên SR. Đáp án D SQ trên QR. Các em cũng tiếp tục suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng. Và chúng ta sẽ tiến hành là phân tích
để kiểm tra xem đáp án nào đúng nha. Các em lưu ý ở đây, đề yêu cầu chúng ta tính cosin quy. Và chúng ta lưu ý là góc quy lúc này nằm trong hai tam giác vuông. Thứ nhất là tam giác vuông là RPQ vuông tại R. Thứ hai là tam giác vuông SRQ vuông tại S. Với tam giác vuông RPQ, ta thấy là cosin quy là tỷ số giữa cạnh kề và cạnh huyền. Cạnh kề là RQ, cạnh huyền là PQ. Thì chúng ta thấy là không có đáp án nào trong số đáp án này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra sang tam giác là SQR vuông tại S. Lúc này cosin quy chính là bằng là cạnh kề là SQ, cạnh huyền là QR. Đáp án đúng là đáp án D. Tiếp theo cô mời các em sang câu thứ 3. Cho hình vẽ thì số đo góc alpha bằng bao nhiêu? Đáp án A 30 độ. Đáp án B 45 độ. Đáp án C 50 độ. Đáp án D 60 độ. Ở câu này thì bằng cái việc dự đoán thôi thì chúng ta cũng đã nhận xét được là cái độ lớn của góc alpha là 30 độ. Thì tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra một lần nữa bằng việc tính toán cho chắc chắn nha các em. Ở đây cô sẽ sử dụng tỷ số lượng giác là sin của góc alpha. Sin alpha là tỷ số giữa cạnh đối và cạnh huyền. Cạnh đối có độ dài là A, cạnh huyền có độ dài là 2A. Rút gọn A ta được sin alpha bằng 1/2. Khi đó các em tra bảng tỷ số lượng giác của các góc đặc biệt, hoặc các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để em tìm được độ lớn của góc alpha chính là bằng 30 độ. Đáp án A là đáp án chính xác. Tiếp theo ở câu số 4 là câu cuối cùng của bài tập trắc nghiệm này. Các em hãy chọn hệ thức đúng trong hình vẽ sau. A. Sin alpha bằng B trên C. B. Cosin alpha bằng B trên C. C. Tan alpha bằng A trên C. D. Cotan alpha bằng A trên C. Các em hãy quan sát hình vẽ và chúng ta sẽ kiểm tra từng đáp án xem đáp án nào đáp án đúng. Ở câu A, sin alpha bằng B trên C mà B là độ dài cạnh huyền, C là độ dài cạnh kề. Huyền trên kề thì đáp án A là đáp án sai rồi. Tương tự đáp án B, cosin alpha bằng B trên C cũng là huyền trên kề, đáp án B này cũng sai. Ở câu C, tan alpha bằng A trên C mà A là độ dài cạnh đối, C là độ dài cạnh kề. Đây là đáp án đúng, đáp án C. Để cẩn thận hơn nữa, chúng ta có thể kiểm tra qua đáp án D, cotan alpha bằng A trên C và đây cũng là một đáp án sai. Tiếp theo, cô mời các em sẽ cùng thử sức với các bài tập tự luận về cái tỷ số lượng giác của góc nhọn như sau. Bài tập: giải tam giác ABC vuông tại A. Biết BC bằng 20cm, góc B bằng 35 độ. Thì ở bài tập này các em cũng có thể vẽ hình minh họa. Với lưu ý, bài toán yêu cầu chúng ta giải tam giác vuông là chúng ta phải tìm ra tất cả những cái yếu tố còn lại chưa biết của tam giác vuông khi biết trước độ dài của hai cạnh hoặc là một cạnh và một góc nhọn trong tam giác vuông. Vậy ở đây với bài yêu cầu chúng ta là đã cho chúng ta biết là độ dài cạnh huyền BC bằng 20cm, rồi góc nhọn B bằng 35 độ. Vậy chúng ta cần tìm ra là cái độ lớn của góc nhọn C và độ dài của cạnh góc vuông AB và AC. Với góc nhọn C thì ta có là góc C và góc B là hai góc phụ nhau, nên dĩ nhiên góc C sẽ bằng 90 độ trừ góc B. Thay số vào ta được góc C bằng 55 độ. Để tính được độ dài của cạnh góc vuông AB thì các em có thể sử dụng hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Thì cụ thể là cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề. Có nghĩa là AB sẽ bằng là BC nhân với là sin C hoặc là cosin B. Ở đây cô lựa chọn hệ thức AB bằng BC nhân cosin B. Thay số vào ta được 20 nhân cosin 35 độ. Thì tính toán ra ta được sắp xỉ 16,383cm. Vấn đề còn lại là cạnh góc vuông AC. Thì cạnh góc vuông AC các em có thể tính dựa vào cái định lý Pythagore trong tam giác vuông, hoặc là các em tiếp tục sử dụng hệ thức về cạnh và góc. Ở đây cô sử dụng hệ thức là AC bằng BC nhân với sin B là sin góc đối. Thay số vào ta được BC bằng 20 nhân sin 35 độ. Đáp án sắp xỉ 11,472. Thì cô cũng vừa hệ thống cho các em các kiến thức về chủ đề 2 là tỷ số lượng giác của góc nhọn. Sau đây, cô mời các em sang cái nội dung thứ hai là phần đường tròn và một số kiến thức có liên quan. Trong phần đường tròn này thì cô ôn tập cho các em 4 mảng kiến thức. Thứ nhất, với tam giác ABC vuông tại A thì suy ra được là điểm A thuộc đường tròn đường kính BC. Và ngược lại,
Nếu điểm A thuộc đường tròn đường kính BC thì tam giác ABC vuông tại A. Ở mảng kiến thức thứ hai là để chứng minh một đẳng thức thì chúng ta làm như thế nào? Để chứng minh một đẳng thức thì thường chúng ta dựa vào hai phương pháp. Thứ nhất là chúng ta dựa vào tỷ lệ thức. Thứ hai là chúng ta dựa vào các hệ thức trong tam giác vuông. Vấn đề dựa vào tỷ lệ thức thì thường tỷ lệ thức có được từ đâu? Tỷ lệ thức thông thường có thể có được là từ hai tam giác đồng dạng, hay là từ tính chất đường phân giác trong tam giác, hay là từ định lý Thales, vân vân. Về mảng kiến thức thứ ba, đó chính là phương pháp để mấy em chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn. Vậy thì muốn chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến một đường tròn, chúng ta cũng có hai phương pháp sau. Thứ nhất là chúng ta chứng minh được đường thẳng và đường tròn chỉ có một điểm chung. Thứ hai là chúng ta chứng minh khoảng cách từ đường thẳng đó đến tâm bằng bán kính của đường tròn. Tuy nhiên ở phương pháp thứ nhất thì cái việc chỉ ra cái tính duy nhất một điểm chung đó các em là cũng hơi khó. Còn cái phương pháp thứ hai thì các em có thể hiểu đơn giản sao là bằng cách là các em chỉ cần chứng minh cho đường thẳng đó vuông với bán kính tại tiếp điểm. Ở mảng kiến thức thứ tư, đó chính là tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Nếu hai tiếp tuyến một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì thứ nhất là điểm đó cách đều hai tiếp điểm. Thứ hai, tia kẻ từ điểm đó đến tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến. Thứ ba, tia kẻ từ tâm đến điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm. Thì cô cũng hãy thắc mắc các em các kiến thức về đường tròn. Sau đây thì các em hãy vận dụng nó để làm những bài tập sau nha. Cô có bài tập 1. Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Chứng minh rằng A, 4 điểm B, F, E, C cùng thuộc một đường tròn. Câu B, HF nhân HC bằng HE nhân HB. C, AH vuông góc với BC. Thì cô sẽ hướng dẫn các em vẽ hình. Thì đầu tiên các em vẽ tam giác nhọn. Các em vẽ hai đường cao BE và CF. Các em lưu ý chúng ta nên dùng dụng cụ là AK để chúng ta để vẽ được đường cao chính xác hơn. Tiếp theo chúng ta gọi giao điểm của hai đường cao này là H. Khi đó, để chứng minh được 4 điểm B, F, E, C cùng thuộc một đường tròn thì chúng ta sẽ liên hệ ngay để thử xem coi các điểm này nó có thuộc cùng một cái tam giác vuông hay không. Và ta có là tam giác BFC là tam giác vuông tại F. Lý do CF vuông góc với AB thì suy ra được là cái điểm F thuộc đường tròn đường kính BC. Cũng tương tự, ta có tam giác BEC vuông tại E nên suy ra điểm E thuộc đường tròn đường kính BC. Từ điều 1 và điều 2, ta suy được hai điểm E và F cùng thuộc đường tròn đường kính BC. Vậy có nghĩa là 4 điểm B, F, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC. Ở câu A này, thì các em cũng còn một cách khác nữa là chúng ta chứng minh dựa vào định nghĩa đường tròn. Thì để chứng minh 4 điểm B, F, E, C cùng thuộc một đường tròn, thì các em phải chứng minh cho 4 điểm này cùng cách điều một điểm nào đó mà ta có thể xác định được. Thì điểm đó chính là tâm của đường tròn. Ở đây cô sẽ gọi M là trung điểm của BC. Khi đó nói FM, EM lại, ta được cái tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông. Cụ thể như sau, tức là FM bằng phân nửa BC và EM cũng bằng phân nửa BC. Từ đó chúng ta khẳng định được là 4 đoạn thẳng bằng nhau, đó chính là BM bằng FM bằng EM bằng CM. Vậy thì suy ra được 4 điểm B, F, E, C cùng cách điểm M một khoảng bằng nhau. Vậy có nghĩa là 4 điểm này cùng thuộc một đường tròn đường kính BC. Và khi chúng ta xác định đường tròn thì các em phải nêu được tâm và bán kính của đường tròn, hoặc các em nêu được một cái đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó. Ở câu B, cô sẽ hướng dẫn các em chứng minh cái hệ thức HF nhân HC bằng HE nhân HB. Thì thông thường hệ thức có được từ những tỷ lệ thức. Thì các em có thể tìm cái tỷ lệ thức bằng cách phân tích ngược đi lên như sau. Các em đặt vị trí là HF và HC ở vị trí ngoại tỷ, HE và HB ở vị trí trung tỷ. Khi đó chúng ta sẽ tạo thành cái tam giác đồng dạng, tam giác là HFB và tam giác HEC. Nếu hai tam giác không đồng dạng thì các em có thể thay đổi cái vị trí của HE và HB để chúng ta kiểm tra lại. Đối với trường hợp bài này thì ta có tam giác là HFB và tam giác HEC này thì nó có đầy đủ hai yếu tố. Thứ nhất là hai tam giác này đều là hai tam giác vuông, vuông tại F và vuông tại E.
Thứ hai là chúng nó có hai cái góc nhọn, đó chính là hai cái góc đối đỉnh là góc H. Vậy thì sau khi đã suy luận lập chặt chẽ thì chúng ta có thể trình bày để đi đến cái phần kết luận như sau. Xét tam giác HFB và tam giác HEC ta có. Thứ nhất là góc BFH bằng góc CEH bằng 90 độ. Thứ hai là cái góc BHF bằng góc CHE, hai góc đối đỉnh. Do đó chúng ta khẳng định được hai tam giác đồng dạng với nhau. Từ đó chúng ta suy ra được tỷ lệ thức HF trên HE bằng HB trên HC. Và dĩ nhiên chúng ta đi đến phần kết luận của bài toán là HF nhân HC bằng HE nhân HB. Ở câu C, để chứng minh được AH vuông góc với BC thì các em đã suy nghĩ đến kiến thức nào chưa? À, cô thấy ở đây là có sự liên quan về các đường đồng quy trong tam giác mà các em đã học lớp 7. Ở đây cụ thể thì chính là sự liên quan về các đường cao trong tam giác. Bởi vì với tam giác ABC này, chúng ta đã có hai đường cao là BE và CF cắt nhau tại H. Nên H chính là trực tâm của tam giác. Từ đó khẳng định được AH chính là đường cao thứ ba của tam giác. Và dĩ nhiên AH sẽ vuông góc với BC. Vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài tập 1. Sau đây cô mời các em sang nội dung bài tập 2 luôn. Ở bài tập 2 có nội dung như sau. Cho đường tròn tâm O bán kính R. Điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. BC là các tiếp điểm. Câu A. Chứng minh AO vuông góc với BC. B. Vẽ đường kính CD. Chứng minh DB song song AO. C. Tìm điều kiện của điểm A để tam giác ABC là tam giác đều. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em phần vẽ hình. Thì đầu tiên các em vẽ đường tròn tâm O bán kính R tùy ý. Các em lấy một cái điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Rồi, từ A này để vẽ được hai tiếp tuyến AB và AC chính xác thì các em sẽ chọn là trung điểm Y của đoạn thẳng OA. Sau đó chúng ta tiến hành vẽ đường tròn tâm Y bán kính IO. Thì khi đó đường tròn này cắt đường tròn tâm O tại hai điểm B và C. Chỉ cần các em nối AB, AC lại thì các em sẽ được hai tiếp tuyến AB và AC chính xác. Vấn đề vẽ hình đã xong và chúng ta sẽ tiến hành sang chứng minh ở câu A. Để chứng minh AO vuông góc với BC thì cô sẽ sử dụng cái tính chất đường trung trực của đoạn thẳng. Với điều kiện ta thấy là AB bằng AC. Lý do là tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Thì suy ra điểm A thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC. Và ta lại có OB bằng OC bán kính. Nên suy ra điểm O cũng thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC. Thì từ hai điều này ta suy ra được AO chính là đường trung trực của đoạn thẳng BC. Và dĩ nhiên là AO phải vuông góc với BC. Ở câu A này thì ngoài cách sử dụng cái tính chất đường trung trực thì các em có thể sử dụng tính chất của tam giác cân. Các em thấy tam giác là ABC cân tại A hoặc các em có thể sử dụng tam giác OBC cân tại O cũng được. Đối với trường hợp là tam giác ABC cân tại A thì cô có AO là cái đường phân giác do tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Nên AO này đồng thời là đường cao luôn. Và từ đó thì AO sẽ vuông góc với BC. Sau đây cô mời các em sang câu B. Vẽ đường kính CD. Chúng ta tiến hành vẽ hình. Để chứng minh được DB song song với AO thì các em có thể liên hệ những kiến thức nào? À, lúc này thì để chứng minh hai đường thẳng song song các em có thể liên hệ những kiến thức sau. Thứ nhất là chứng minh cho hai đường thẳng này cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba. Thứ hai, các em có thể chứng minh cho có một đường thẳng cắt hai đường thẳng này sao cho có một cặp góc soi trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau. Cái thứ ba là các em dựa vào tính chất của cái đường trung bình của tam giác hay của hình thang. Và cái thứ tư là các em dựa vào định lý tam giác đảo. Ở với bài tập này thì cô thấy là cô sẽ sử dụng tính chất là hai đường thẳng này cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba. Bởi vì ta đã có là AO vuông góc với BC. Vấn đề còn lại là các em chỉ cần chứng minh cho DB cũng vuông góc với BC. Và do tam giác DBC là tam giác nội tiếp đường tròn đường kính CD, suy ra tam giác BCD vuông tại B. Từ đó suy ra DB vuông góc với BC. Và ta lại có AO vuông góc với BC nữa. Nên chúng ta khẳng định luôn là DB song song với AO. Tiếp theo ở câu B này thì cô cũng còn một cách khác nữa các em. Cô giới thiệu các em luôn nha.
thì cô thấy là cô sẽ sử dụng tính chất là về đường trung bình của tam giác. Với dữ kiện là AO là đường trung trực của BC như đã chứng minh ở trên, thì ta thấy là ta gọi H là giao điểm của AO và BC. Thì khi đó ta sẽ có là HB cũng bằng HC. Và ta lại có thêm nữa là OC bằng OD do bán kính. Từ đó khẳng định HO là đường trung bình của tam giác BCD. Thì CGHO này sẽ song song với DB. Mà điểm H thuộc AO nên là OA cũng sẽ song song với BD. Chúng ta đã giải quyết xong câu B. Ở câu C, em hãy tìm điều kiện của điểm A để tam giác ABC là tam giác đều. Thì đây cũng là một cái câu hỏi khó đã từng xuất hiện trong cái đề thi tuyển sinh vào trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng. Thì cô thấy tam giác ABC đã là tam giác cân rồi. Để tam giác ABC này trở thành tam giác đều thì chúng ta sẽ có hai phương pháp để tìm điều kiện. Thứ nhất là phải có ba cạnh bằng nhau. Thứ hai là tam giác này phải có một góc bằng 60 độ. Do ở đây đề yêu cầu chúng ta tìm điều kiện của điểm A, nên cô suy luận ngay đến cái việc là chúng ta sẽ bổ sung thêm cái góc BAC bằng 60 độ. Khi đó chúng ta dễ dàng suy luận ra được là góc A1 bằng góc A2 là bằng 30 độ. Và tiếp theo chúng ta áp dụng vào tam giác vuông OAB vuông tại B thì ta có là sin góc A1 lúc này bằng OB trên OA. Thay số vào ta được sin 30 độ bằng R chia OA. Từ đó tính được OA bằng R chia sin 30 độ. Mà sin 30 độ bằng 1 phần 2. Có nghĩa là R chia 1 phần 2 chính là bằng R nhân 2 phần 1. Có nghĩa là bằng 2R. Và từ đó chúng ta khẳng định luôn là vậy điểm A phải cách điểm O một khoảng bằng 2R. Thì tam giác ABC là tam giác đều. Thì cô cũng vừa hệ thống cho các em các kiến thức về đường tròn và kiến thức liên quan. Thì sau đây cô có phần bài tập tự rèn cho các em ở nhà. Bài tập nội dung như sau. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB, kẻ hai tiếp tuyến AX, BE. AX và BE và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn, M khác A và B, kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt AX, BE theo thứ tự ở C và D. Chứng minh rằng câu A, CD bằng AC cộng BD. Câu B, tam giác COD là tam giác vuông. Câu C, tích AC và BD không đổi khi điểm M di chuyển trên nửa đường tròn. Thì cô sẽ hướng dẫn cái bài tập này để các em về tự làm nha. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ vẽ hình theo đề yêu cầu. Chúng ta vẽ nửa đường tròn tâm O đường kính AB, vẽ hai tiếp tuyến AX, BE. Chúng ta lấy một điểm M thuộc nửa đường tròn. Và từ M này chúng ta muốn vẽ một cái tiếp tuyến thứ ba thì chúng ta phải vẽ vuông góc với cái bán kính OM. Khi đó tiếp tuyến thứ ba này cắt hai cái tiếp tuyến AX, BE tại C và D. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thiện hình. Vậy ở câu A, để chứng minh CD bằng CA cộng với BD thì ta thấy rằng là CD thì bản thân chính là bằng CM cộng MD, mà CM lúc này bằng CA, MD lúc này bằng DB do tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Từ đó chúng ta khẳng định được CD chính là bằng AC cộng BD. Ở câu B, để chứng minh được tam giác COD là tam giác vuông thì các em sử dụng tính chất là góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông. Mấy em đã học ở lớp 7. Cụ thể như sau là ta có là OC và OD là các tia phân giác của hai góc kề bù AOM và BOM. Thì khi đó ta khẳng định là góc COD bằng 90 độ. Vậy tam giác COD này là tam giác vuông. Ở câu C, để chứng minh tích của AC và BD không thay đổi khi M di chuyển trên nửa đường tròn thì các em nhận thấy là CA thì bằng CM, DB thì bằng MD. Cho nên chúng ta có AC nhân BD bằng CM nhân MD. Mà CM nhân MD lúc này chúng ta xét trong cái tam giác COD vuông tại O với OM là đường cao thì chính là áp dụng cái hệ thức ở chương 1. Ta có là CM nhân MD chính là bằng OM bình phương. Mà OM là bán kính tức là bằng R bình phương. Vậy từ đó chúng ta khẳng định được AC nhân BD bằng R bình phương. Mà R là giá trị không đổi
nên tích này sẽ không đổi khi điểm M di chuyển trên nửa đường tròn. Cô vừa hướng dẫn xong cái phần bài ôn tập ở nhà của các em. Thì các em lưu ý, để chúng ta là làm tốt một bài tập hình học thì các em cần chú ý 6 bước sau đây. Bước thứ nhất là các em đọc kỹ đề bài. Bước thứ hai là các em rèn luyện kỹ năng vẽ hình. Bước thứ ba là các em phân tích dữ kiện đề bài cho có liên quan gì đến yếu tố cần tính hoặc chứng minh. Bước thứ tư, chúng ta sẽ lựa chọn giải pháp sao cho phù hợp. Bước thứ năm là chúng ta sẽ trình bày bài giải sao cho chặt chẽ, logic. Bước thứ sáu là phần cuối cùng, chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa bài làm của mình. Thì phần hướng dẫn ôn tập của cô đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Các em có thể xem lại chương trình ôn tập trên YouTube Đài Truyền hình Sóc Trăng, fanpage của Đài Truyền hình Sóc Trăng hay là trang web của Sở Giáo dục Sóc Trăng. Cuối lời thì cô cũng chúc các em luôn học tập tốt, rèn luyện tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Và mến chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.